cho em. Đâu bây giờ ngồi đâu vậy? Kiếm chỗ đi. Không biết, không có chỗ ngồi đây được không? Đâu ơi ngồi đây đi. Gì vậy Gấu? Ở đây đẹp mà. Anh nhá đi xem. Hello mọi người, hello Nguyễn Nguyễn nè, Vân Reus nè, Thảo Quyên, Võ Hoàng Mỹ Như, Nguyễn Thị Yến Nhi, Linh Nguyễn Cathy, Miss Annie, Đông Trang, Mai Nhật Hà, Tiên Đặng. Hello. Hello Hân Đặng. Mọi người đang làm gì đó? Hello Như Ý Đoàn. Hello Hứa Hoàng Kim Phúc. Chị kiếm đồ rồi. Sao tột quá? Éo. Đợi xíu chị đang đi kiếm view. Bật luôn hả? Chị phải có giấy ngoài hả? Ừ. Mỗi ngoài thấy nữa. Ngồi đây đi để lát hồi người ta về mình chuyển ra ngoài. Ồ, ai bán bơ? Hôm nay thấy bán bơ rồi. Chị Nhi quá trời tiền luôn. Đi đang ở cà phê. Ừ, chị đang ở cà phê nè, chị đang ở phố đi bộ nè. Trời. Ê, thức quá. Hello Trần Gia Bảo. Thì vậy em đưa trước ba chục là tám chục. Nguyễn Công Thành. Hello. Hello anh ơi. Ê lỡ chùi mất dữ ơi rồi. Đây cái này cũng đẹp lắm nè. Hân Đặng ơi, quà của chị đâu? Cái gì vậy? Tám vàng. Không có Nhi, không có chị Nhi. Có chị Nhi. Anh đi ơi. Thế công nhận bạn của heo cũng giống heo ha, cũng học định. Không ốm đâu. Duyên ha. Duyên với thật duyên. Tinktober free ship đi chị ơi. Free ship là chị lỗ đó. Mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay cuối tuần có đi chơi không? Ủa sao nó cứ mờ mờ ta? Lau cái camera vào.
chị đi với bạn chị, bạn Thanh á. Hay là gì vậy? Mở còi nó mới ghê chứ. Hello Phùng Anh Tuấn. Ai vậy? À. Anh chào chị Thủy. Sẽ mãi đó đang kề cạnh ta lúc đó. Đôi lúc ta bật kiếm. Cái gì mà hết thờ. Đông Tre nó kêu chị vô xong nó mất tích. Hả, là sao hả? Hân Đặng đổi qua Đà Lạt hả? Không có quà, đi Đà Lạt không có đi chơi. Không có quà. Nhi tốc độ. Thủy ơi, Thủy thấy em. Hả? Thủy thấy em giống dọa. Gì á Phương? Xuân Phương. Hello Trang Tò. Ừ chị thấy nè Xuân Phương ơi, chị nói bảo em vào coi vậy mà nó mất tích. Vậy hả? Ừ kính con chồng. Hello Hiếu. Hân Đặng hả? Bye bye hả? Ok. Ok chia tay luôn, xa nhau. Đừng em cứ đi nha. Ủa chừng nào mới có nước ta? Mới mà. Ủa giờ đi làm có vụ gì vui không? Ủa anh bé em đang ở đâu vậy? Để chiều mày kêu tao kể. Ủa có sao? Không la chút tắt. Đẹp mà, vô hình cái tự nhiên nó màu hồng hết. À ha. Để nó mặc ở ngoài bụng nó. Ừ. Anh muốn nói em kiếm là cái áo bụng. Chưa hết giờ phải kiếm tém vô. Tự biết. Ngồi xuống anh dâu này chị. Là sao Xuân Phương? À, bé thì comment gấu, chấm hỏi. Anh Phạm. Mới đi Đà Lạt về mà không có mua quà cho mọi người. Chị Nhi cũng ổn rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mấy đứa đã gửi lời hỏi thăm chị Nhi nha. Ủa, anh có bên cái scissor chưa? Em có chụp cái... Ừ đúng rồi, anh hôm bữa ốp á Hạnh. Em hỏi là cái bé vậy thôi. Anh uống cái gì vậy? Blueberry. Blueberry. Cái cánh nạc. Hello Nguyễn Khách Hạ. Hello Quốc Khanh. Hello Lâm Bạn. Chị Nhi ổn rồi nha mọi người ơi. Ủa 18 gặp nhau ở Xuân Phương bay đây hả em? Nè uống đi rồi. Chị ơi về Hải Phòng nhảy chung quê nhóm em không chị ơi. Ok bút vé đi cho chị về Hải Phòng chơi nha. Hết luôn hay sao? Ok Ngân Phạm. Chị Nhi cũng ổn rồi. Mọi người nhớ đừng có làm chị Nhi buồn nữa chưa. Mấy đứa nhớ ngoan nghe chưa. Ok
vô chợ đi má. Hưng đặng cho cái hẹn qua trả quà hả? Để chị coi thử. Chắc hôm nào hẹn chị Nhi luôn. Có tâm quá hả? Mình có tâm lắm luôn rồi. Ok, hẹn mọi người 16 gặp nhau nha. Gặp nhau trước Tết, ăn Tết cho ngon. Ngân Phạm, mấy chị kia không đi cùng, tại hôm nay cuối tuần cho nên mọi người về nhà chơi với gia đình. Nãy chị sáng giờ ở nhà chơi với ba mẹ mà giờ đang đi cà phê tám với bạn. Đó, chụp cho Thủy đi. Muốn chụp mấy đây nè. Bên đây đẹp, bên ai đó để đó. Đẹp vậy? Rối rối rồi đó, nó rối rồi đó. Không nghĩ là lấy gần luôn á. Hơi tối vậy. Sầu riêng đúng không? Nghe mùi sầu riêng. Ôi trời. Mày nói sầu riêng biết thế không? Mày nói sầu riêng. Đây là cà phê sữa sầu riêng, cà phê sữa trời ơi. Trời ơi thiệt. Nước sắc vậy sợ. Cà phê sữa còn sầu riêng nữa. Chết rồi, chết rồi. Hello mọi người, hello mọi người mới vô. Bút vé cho chị đi. Bút đi rồi chị ra. Bút đi rồi chị ra, nhưng mà mọi người nhớ với chị đi chơi là được. Hello anh Kevin. Chị ơi, biểu cảm cute đi chị. Cái này làm xấu á. Anh cũng rất yêu em. Dù ngày đưa đến cuối cuộc đời, chẳng để tâm bao giờ một chỉ là giây phút nhất thời đã khiến ta xa xưa. Con chắc máy bay mọi người quá. Chị đang chuẩn bị 8 xe lục địa. Mặt trưng dữ dạ trời. Cảm sao đi ta. Xin không? Nhớ mấy đứa quá à. Ý kiến không? Chị thấy thích gì để em mua tặng chị nè. Cái gì chị cũng thích hết á. Em mua cái gì cũng được hết á. Ok Mỹ Như. Trời chắc bye bye mọi người quá. Chị nói chuyện với bạn chị chút. Lát chị đánh chị livestream lại. Còn không thôi. Mày sao nè? Có trứng lúc la luôn. Cái mặt nguyên cái trứng. Mày sợ trứng. Ấm nhau lâu quá mà. Bye bye mọi người nha. Chúc chị đánh chị livestream rồi đó chị nha.